Rồi, xin chào tất cả mọi người nha, lại là TT 1985 review đây. Thì hôm nay TT cũng có vài con điện thoại cũng muốn giới thiệu cho mọi người. Thì mọi người quan tâm á, thì cứ liên hệ trực tiếp với TT qua cái số điện thoại là 0963 595 262. Và đây cũng là số Zalo của mình luôn nha, nha mọi người. Và video hôm nay á, là ngày thứ 7 ngày 18 tháng 2 ha mọi người ha. Thứ 7 ngày 18 tháng 2. Đó, mọi người mua con nào thì cứ nói rõ cho TT là video ngày 18 tháng 2 thì mình sẽ tư vấn cho mọi người kỹ hơn nha. Đó. Thì con đầu tiên mình sẽ giới thiệu cho mọi người luôn là một con Realme, con số 1 nha mọi người. Đây là con Realme 3 Pro, RAM 4, bộ nhớ 64, chip Snapdragon là 710 nha. Màn hình của nó là 6,3 inch HD cộng, pin là 4015. Con này thì màn nè, màn hình giọt nước nha, full hết tất cả các chức năng. Con này thì được cái là chip Snapdragon là chip ròng đó mọi người, 710, chơi game thì ok, tương đối ngon lành cành đào luôn nha. Giá thì chỉ có 1.550.000 thôi, con số 1 ha. Con này thì mình thu lại từ người dùng thì họ có dán cái mặt lưng nè, thì mọi người không thích thì mọi người cứ tháo ra nha. Ngoại hình thì có phải có chày nha mọi người, viền vứt nè, đó đây nha, viền vứt thì có phải có chày nè, nhưng mà được cái là màn zin, vỏ zin, men zin, bao xài ngon nha, cam kiết đồ ok hết, giá là 1.550.000 thôi, con số 1 ha. Rồi con số 2 là một con Realme C11 đời 2021. Con này thì bản của nó là bản RAM 2, bộ nhớ 32, 6,5 inch HD cộng, pin là 5000 nha mọi người, Android 11 chấm luôn. Con này thì TT thanh lý cho mọi người giá là 1.4 triệu thôi. Được cái là pin rất là trâu mọi người, pin là 5000 luôn ha. Đó. 6,5 inch HD cộng nha mọi người. Đây màn hình rất là to. Đây màn hình zin nè mọi người. Màn zin bao to nha, bao khỏe, pin tới 5000 lận. Con này thì mình sẽ thanh lý cho mọi người giá chỉ có 1.4 triệu thôi. Nghe gọi Zalo, Facebook, YouTube các kiểu là ok hết. Thì mình sẽ nói ngắn gọn cho mọi người ha. Thì mọi người nào mà quan tâm tới những con điện thoại nào á, thì mọi người cứ nói rõ, anh muốn xem cái con số 2, video ngày 18 tháng 2, em quay một đoạn em gửi qua Zalo giúp anh. Thì Zalo của TT là đều là số này. Đó thì mọi người qua bên Zalo cho TT một cái tin nhắn, giống như là TT đã gửi ý cho mọi người như vậy ha. Con 1.4 triệu rồi, quá rẻ luôn. Rồi con số 3 nè. Con số 3 là một con Vico nha mọi người. Con Vico ViewMax ha. Nói chung là con này thì mình thu lại từ người dùng. RAM 2, bộ nhớ 16, màn hình là 5,99 inch. Chip là MediaTek MT6739, pin là 4000 nha. Con này hiện tại TT thanh lý cho mọi người giá chỉ có 650 thôi. Xem YouTube ok nha mọi người, 650 mà xem YouTube giải trí là hơi bị ngon luôn. Đây. Nghe nhạc bao đã ha. Nói chung mấy con này thì có 650 thôi. Có 650 mà anh em nghe to lo ha, bao to nha. Đây. Đó. Máy ok nha mọi người. Có nghe mọi người nghe ca nhạc YouTube. Mọi người nghe YouTube, Zalo, Facebook là ok hết, giá chỉ có 650 một cây thôi nha, số 3. Rồi số 4 nè mọi người. Số 4 là một con Vsmarta 4 nha. Vsmarta 4 RAM. Con này thì bản RAM 2, bộ nhớ 32, pin là 3500, chip là Helio B35 nha. Sạc nhanh luôn á mọi người. Con này là cấp sạc Type-C, hỗ trợ sạc nhanh. Màn hiển thị đẹp nè. Đó, màn hiển thị rất là đẹp nha. Cam kỹ thuật ok hết. Con này thì TT sẽ thanh lý cho mọi người giá thì chỉ có 1.2 triệu thôi. 1.2 triệu nha. Type-C, cấp sạc Type-C máy ok á. Rồi số 5 nè. Số 5 là Vmax B nha mọi người. Con này là Vmax B thì mình có hai màu, màu trắng và màu xanh đen, vỏ zin hết nha. Màu trắng thì ngoại hình nó còn đẹp hơn nè. Đó. Vmax B3. RAM 2, bộ nhớ 16, màn hình là 6 inch HD cộng. Chip là MediaTek MT6739, pin là 3000. Giá là 800 nha. Như nhau hết. Nói chung là vỏ zin thì có phải có chày mọi người, màu trắng và màu xanh. Mọi người thích lấy màu nào thì lấy. Đây. Màn ba ok hết nè. Con này mấy con này thì xem YouTube thì ngon lành cành đào nha. Đây mình mở YouTube cho mọi người xem luôn. Đây. Đó. Lo to rõ nha, hai con màu xanh và màu trắng, mọi người thích lấy con nào thì lấy. Lo to chưa mọi người? Đây. Máy ok nha. Nói chung là những cái con này thì mọi người mua về á, mua về Zalo, Facebook, YouTube các kiểu là ok hết, pin là 3000 nữa mọi người, màn hình lại to nữa, nên nói chung mình mua mấy con này về cho các bé á, mình xem YouTube cũng ngon ha. Rồi giá là 800.000 nha, con số 5.
số 6 nè mọi người. Số 6 là G5. À, sorry anh em, Samsung G3 nha. Samsung G3, con này thì G3 Pro á, màn hình là 5 inch HD cộng, chip là Exynos 7570, RAM 2 bộ nhớ 16 thôi. Con này là pin 2004, giá là 700.000 nha, 750.000 nha mọi người. Đây. G3 Pro thì mọi người thật sự luôn, mấy con này thì mua về Zalo, Facebook, YouTube đồ ok hết. 750 thôi. G3 Pro nha, màn hình là 5 inch số 6. Số 7 là một con G5, Samsung G5 đời 2016, màn hình là Super AMOLED 5.22 inch HD cộng, RAM 2, bộ nhớ là 16, pin là 3100, sẽ được 4G. Con này thì 850, màn biết là màn AMOLED nha. G5 2016 thì màn AMOLED bao đẹp. Zalo, Facebook, YouTube các kiểu ngon. Giá là 850 nha mọi người. Số 7 là 850. Rồi số 8 nè. Số 8 và số 9 ha, số 8 và số 9 là đều là iPhone 5S. Con số 8 á, cái duy nhất là mắc vân tay. Con số 9 là còn vân tay, đều là bản 16GB máy full hết nha mọi người. Bản 16GB máy full hết, máy quốc tế. Con này mắc vân tay thì đi để lại cho mọi người 750. Còn con số 9 là máy full là để lại cho mọi người giá 850 nha. Màn hiển thị bao đẹp. Đó. Những con này thì mọi người mua về làm máy phụ thì ok. 5S thì cấu hình nó cũng tương đối. Nói chung mấy con này thì mọi người mua về làm máy phụ thì ngon lành nha. Đây. Con này là do mình để cái màn hình ở chế độ đây, cao lên cho mọi người dễ nhìn nè. Đó, ánh sáng mọi người dễ nhìn to rõ nha. Đó, mua về làm máy phụ ngon. Rồi con số 8 với con số 9 nha mọi người. Con là 750, một con là 850. Rồi số 10 nè. Số 10 và số 11 cục đều là iPhone 6G. iPhone 6G ha, con số 10 là bản 16GB máy quốc tế, mắc vân tay rồi mọi người. Mắc vân tay là pin thay mới, con này thì để lại cho mọi người giá 1.1 triệu thôi nha. Để lại cho mọi người giá 1.1 triệu. Ngoại hình thì có phẩy có chày, màn á, màn thì có bị phản quang nha mọi người, nên TT sẽ để lại cho mọi người cái giá rẻ nha. Màn ở trên đây nè, mình thu lại từ người dùng, màn trên đây nó có phản quang, nhưng mà màn zin thì vậy thôi nha. Giá thì con này thì để lại cho mọi người 1.1 triệu thôi. Ở số 11 nè, cũng là 6G nhưng mà bản là bản 64GB, máy quốc tế zin ken nha. Đó, nói chung là viền vứt bao đẹp mọi người, những con này là viền vứt, màn hình đồ bao đẹp, bản 64GB. Đây, con này mình mở nguồn lên nè, có hai màu thôi, đúng không? Máy ok hết, bao nét nha. Full Zalo, Facebook, YouTube các kiểu là ngon lành cành đào, mà máy thì rất là nhỏ gọn nha. 1.550.000 số 11. Ở số 12 nè. Số 12 là iPhone 6 Plus bản 64GB. Bản 64GB máy quốc tế nha mọi người. Zin ken hết, pin là pin còn 90%, pin zin theo máy còn 90% nha. Giá thì là 2 triệu chẳng cho mọi người. Đây, màn hình hiển thị bao đẹp. Màn zin vỏ zin đen men zin nha mọi người. Full hết, full tất cả các chức năng. Bản 64GB, nói chung bản 64GB thì mọi người cũng lưu được nhiều dữ liệu rồi. Đó, số 12. Rồi giá là 2 triệu chẳng cho mọi người luôn. Rồi số 13 nè mọi người. Số 13 là một con Samsung J7 Pro, RAM 3, bộ nhớ là 32, màn hình là 5.5 inch full HD cộng, xài được 4G nha. Con này thì pin là 3600, giá có 1 triệu tư thôi mọi người. Con này thì để lại cho mọi người giá 1 triệu tư, màn ok nha mọi người. Đây, thích hợp nghe gọi Zalo, Facebook, YouTube các kiểu ngon, màn zin vỏ zin men zin nha. Giá có 1 triệu tư thôi. 5.5 inch á, xài được 4G, pin là 3600. Rồi số 14 nè. Số 14 là một con Redmi ha. Redmi Note 6 Pro, con này thì bản của nó là RAM 3, bộ nhớ là 32 thôi. 6.26 inch full HD cộng, xài được 4G. Chip Snapdragon là 636 nha. Con này pin 4000, giá 1 triệu tư thôi. Vỏ viền ngoại hình còn đẹp nha mọi người, con này thì ngoại hình còn đẹp. Màn thì hiển thị rất là đẹp, rất là ok luôn ha. Đây. Đó. Rồi, con này thì để lại cho mọi người giá 1 triệu tư thôi. Số 15. Số 15 mình có hai cây Oppo nha mọi người. Oppo F5. Con này là Oppo F5 bản RAM 4, bộ nhớ 32, màn hình là 6 inch full HD cộng. Chip là Helio B2523 chứ mọi người. Pin là 3200 thì con này TD sẽ để lại cho mọi người giá là 1 triệu 3 nha. 1 triệu 3, màn hình rất là đẹp nè. Màn hình bao đẹp nha, full hết tất cả các chức năng. 1 triệu 3 thôi mọi người. Đó là Oppo F5 nha. Và con này cũng là số 15. Và nó là Oppo A83. Oppo A83 RAM, con này được cái là bản RAM 4, RAM 4 bộ nhớ 64, màn hình là 5.7 inch HD cộng, chip là Helio B23.
pin là 3.180 nha mọi người. Con này thì hiện tại TT sẽ thanh lý cho mọi người giá chỉ có 1.3 triệu thôi nha. 1.3 triệu được cái là bản RAM 4, bộ nhớ 64, máy bao đẹp. Ok hết nha. Đó, có ốp lưng nữa nè mọi người. Giá có 1.3 triệu thôi. RAM 4, bộ nhớ 64 lận á. Ngoại hình đẹp nha, con này ngoại hình đẹp, ốp vỏ 83 ngoại hình đẹp. Ở số 16 và số 17 nè. Số 16 là một con 5SE, còn đúng một cây duy nhất đó mọi người, mình về vui một lô luôn. Máy zin ken hết nha, máy zin ken, zin từng con ốc luôn. Đó, viền vứt nè, đẹp bao đẹp, viền vứt không phải không chày gì hết nha mọi người. Rồi con này thì zin hết, pin là pin thay mới rồi. Con này là 5SE thì cấu hình của nó như một con iPhone 6S á. Pin thì pin thay mới, máy full hết, zin ken. Hiện tại thì đi thanh lý cho mọi người giá là 1.850.000 nha, bản 32GB. Có đó là số 16. Còn số 17 nè. Số 17 là một con ai cũng là i5SE luôn mọi người, nhưng mà cái là bản 64GB. Con này thì mắc vân tay rồi. Con này thì mắc vân tay rồi nha mọi người. Đó. Pin là pin thay mới, con này thì TT để lại cho mọi người giá 1.6 triệu nha. 1.6 triệu mọi người xài. Viền vứt thì có phải có chày nha mọi người, nhưng mà được cái là bản 64GB mọi người lưu rất là nhiều những dữ liệu luôn. Đó là máy phụ là bao đẹp nha. Rồi số 16 và số 17 ha. Rồi số 18 nè. Số 18 là một con Oppo F9. Mình mới thu lại từ người dùng nha mọi người. Oppo F9 bản RAM 4, bộ nhớ là 64, màn hình là 6.3 inch Full HD cộng. Chip con này là chip Helio B60. Pin của nó là 3.500 nha. RAM 4 bộ nhớ 64 sẽ được 4G luôn mọi người. Con này thì hiện tại TT sẽ thanh lý cho mọi người giá là 1.500.000. Viền vứt thì có phải có chày nha mọi người. Đây. À, ngay chỗ cắm sạc vô nó có bị chày nè. Đó, viền vứt thì có phải có chày, nhưng mà được cái là màn thì màn ok, màn zin hiển thị bao đẹp nè mọi người nhá. Màn zin hiển thị bao đẹp, cam kết chụp rất là nét, bao nét hết cho mọi người. Giá là 1.500.000 thôi. 1.500.000 cho mọi người nha, Oppo F9. Rồi số 19. Số 19 là iPhone 6S bản 16GB, máy zin ken, pin là pin thay mới. Ha. Đây, máy bao đẹp mọi người. Viền vứt đồ đẹp, 98.99% cho mọi người nha. Những con này thì bao đẹp. Bản 16GB thôi, có hai màu, màu hồng và màu bạc nè. Mọi người thích màu xám nha mọi người. Màu xám thì cái màn hình nó sẽ màu đen nha. Cái này mình chưa mở nguồn lên, con này mình quên mở nguồn là mất tiêu rồi. Cái con màu hồng mình mở nguồn nè, như nhau thôi mọi người. Mọi người thích lấy màu nào thì lấy. Full hết á, nguyên zin ken nha mọi người. Giá là 1.700.000, số 19 nha. Số 20. Số 20 cũng là iPhone 6S. Và nó là con này thì bản của nó là 64GB, nhưng mà được cái là con này thì ngoại hình thì tầm khoảng 92%, 92-94%, nhưng mà viền vứt thì cũng phải có chày, nhưng mà tương đối thôi mọi người nha. Giá là 1.000.000, giá là để lại cho mọi người 1.800.000 thôi. iPhone 6S bản 64GB, máy quốc tế, pin là pin thay mới. Đây màn nè, màn cũng ok nha mọi người. Đó, màn ok. À sorry, cái này là 1.900.000 chứ mọi người. Full hết nha, máy full hết, bản 64GB lận mọi người. Giá là 1.900.000 nè. Mình để giá 1.900.000 cho mọi người nha. Rồi số 20 rồi đúng không? Số 21. 21 và số 22 đều là iPhone 6S Plus nha. iPhone 6S Plus số 21 nè. 6S Plus bản 16GB, máy quốc tế, ai lâu ẩn, pin là pin còn 81% nha mọi người. Pin con này còn 81%. Giá là mình để lại cho mọi người con này là 1.450.000. Ai lâu ẩn thì tránh trường hợp mọi người reset máy thôi nha. Còn lại thì mình mua về chiến game. Con này mua về chiến game ok nha mọi người. Con này thật sự luôn, 6S Plus thì mọi người biết rồi, chiến game thì bao đã. Giá là 1.450.000 thôi, thanh lý cho mọi người giá rẻ luôn. 22 cũng vậy, là một con, cũng là một con 6S Plus, và nó là bản 128GB lận, máy quốc tế nha, full hết, full tất cả các chức năng, pin là pin zin còn 93%. Ngoại hình thì có phải có chày nha mọi người, viền vứt nè. Đó, viền vứt thì có phải có chày nha. Thanh lý cho mọi người giá là 2.300.000 thôi, màn hình hiển thị đẹp. Đây. Màn hình hiển thị bao đẹp cho mọi người nha, màn zin, vỏ zin, men zin, pin bọt là ok hết ha. Cam kết chụp bao nét. 2.300.000 nha mọi người. Con số 22 là giá 2.300.000. Rồi số 22, số 23 nè. Số 23 là một con iPhone 7 Plus. Số 23, 24 giống nhau luôn nè mọi người. Đều là iPhone 7 Plus hết. Con này thì bản 32GB, máy lock nha, máy lock đã fit quốc tế rồi, xài như một con máy quốc tế. Tránh trường hợp mọi người reset máy thôi. Giá là 2.400.000 nha. Con này để lại cho mọi người giá 2.400.000, full hết, còn văng nha. Còn văng pin mới,
ngoại hình đẹp luôn, ngoại hình đẹp tầm 95 đến 97%. Đây màn hình hiển thị bao đẹp luôn nè. Đây mình rung cái cam cho mọi người thấy. Đó. Thấy chưa? Rồi 2 triệu tư thôi nha. Con này hiện tại TT sẽ thanh lý cho mọi người giá 2 triệu tư. iPhone 7 Plus bản 32GB, máy lóc đầu phích quốc tế, xài như một con máy quốc tế thôi mọi người. Tránh trường hợp mọi người đặt lại dòng 2 đi, đặt lại dòng 2 thì phải đi phích lại là dùng sim ghép mất công lắm. Hiện tại mình đã phích sẵn rồi, ha. Đây con này thì 2 triệu 7, full hết tất cả, pin là pin zin còn 94%, ngoại hình vỏ zin, men zin, màng zin thì có phải có chày nè. Nên thanh lý giá chỉ có 2 triệu 7 thôi mọi người. 2 triệu 7 nha, được cái là vỏ zin hết, mình không có thay. Vân tay vân chân, pin bọt đồ cũng tương đối ngon, pin zin còn 94%. Màn hình hiển thị đẹp nha. Đấy, màn hình hiển thị bao đẹp. Giá là 2 triệu 7 cho mọi người xài thôi. Full hết á. Máy quốc tế nha mọi người. Rồi, số 25. 25 là một con 8 LED. iPhone 8 LED. 25, 26, 27 đều là 8 LED hết nha mọi người. Con này thì 25 là bản máy lốc đã fix quốc tế rồi, pin là pin còn 94%. Full văn, có văn đầy đủ, giá là 3 triệu 2 thôi. Con số 25 giá là 3 triệu 2 nha. Con này máy lốc đã fix quốc tế, pin là 94%. Màn hình hiển thị bao đẹp nha. Đây, vân tay vân chân còn đầy đủ hết nha mọi người. Đó. Con này thì để lại cho mọi người 3 triệu 2 thôi, số 25. Số 26 cũng là một con 8 LED. Con này thì bản 64GB, máy quốc tế, full zin hết nha. Ngoại hình thì tầm khoảng 95% nha mọi người. Máy đẹp á, con này vỏ viền còn đẹp. Còn đẹp tầm khoảng 95%, pin là pin thay mới rồi. Vỏ zin, men zin, màng zin, pin là pin thay mới. Con này thì để lại cho mọi người 4 triệu 6 nha. 4 triệu 6 mọi người xài. Đây màn hiển thị đẹp nè mọi người. Cam ký đồ rất là ok luôn. Những iPhone thì mọi người biết rồi, cam chụp rất là thật nha. Đây, cam selfie nè. Mọi người thấy không? Cam bao nét nha. iPhone thì cam chụp rất là thật. Con này thì pin thay mới, còn lại là zin hết nguyên cây. 4 triệu 6 nha. Số 27 cũng vậy nè. Số 27 là cũng là 4 triệu 6 luôn. 8 lớp bản 64GB, full tất cả chức năng, pin là pin zin còn 90%. Con này thì cũng để lại cho mọi người giá 4 triệu 6. Máy full hết từ A đến Z nha mọi người. Màn nè, màn bao đẹp. Máy ok nha, full tất cả các chức năng. Con này là màu gold nên giá là cũng là 4 triệu 6, pin 90%. Số 28. 28 là một con iPhone XS Max bản 64GB, máy quốc tế. Pin là pin thay mới rồi mọi người. Pin hiển thị nha. Pin thay mới thì có hiển thị là thay pin. Giá là 6 triệu 2 thôi, màu gold nha. Đây màn hình hiển thị đẹp. Máy ok hết, full tất cả các chức năng nha mọi người nhá. Đây, chu tông xanh lè xanh lét, nói chung là máy full hết. Giá là để lại cho mọi người 6 triệu 2. 6 triệu 2 nha. Số 29 cũng là XS Max nè. Và nó cũng là bản 64GB, máy quốc tế. Màn zin, men zin hết nha mọi người. Pin là pin còn pin zin còn 84%, màu đen ha. Con này thì mình thu lại từ người dùng, hoặc có dán cái đề can gì nè. Mọi người thấy nó chiếu chiếu bóng bóng không? Đó. Thì con này TT sẽ để lại cho mọi người giá 6 triệu thôi. Pin còn 84% nha. Máy ok hết, full tất cả các chức năng. Đây, chu tông xanh lè xanh lét luôn. Rồi con này thì màu đen, TT sẽ để lại cho mọi người giá là 6 triệu thôi nhá. Số 29. Rồi số 30. 30 là một con XR. iPhone XR bản 128GB, máy quốc tế. Máy quốc tế, pin là pin còn 98%, full zin tất cả các chức năng nha. Đó, được cái là bản 128GB thì mọi người lưu rất là nhiều dữ liệu luôn. Đây màn bao đẹp nha mọi người. Con này thì nói chung Face ID, chu tâm này nọ còn đầy đủ hết nha. Bao đẹp, màn hình hiển thị rất là đẹp nè. Cam kiếp thì ok. Cam sau nè mọi người. Cam selfie nè. Đó. Thấy không? Mọi người thấy không? Cam selfie ok luôn nha. Full tất cả các chức năng. Giá là con này TT để lại cho mọi người là 5 triệu rưỡi thôi. 5 triệu rưỡi mọi người xài nha. Số 30. Rồi bây giờ mình sẽ giới thiệu cho anh em vài con hàng full hợp nha. Trên đây nè. Số 30 là bây giờ hàng full hợp là Oppo nè mọi người. Oppo A5s. Bản Oppo A5s bản RAM 6, bộ nhớ 128, màn hình là 6.2 inch HD cộng. Chip là Helio B35 nha mọi người. Xài được 4G. Con này, những con này thì hàng full hợp. Đó, email này nọ đầy đủ hết cho mọi người nè nha. Full hết, màn hình hiển thị bao đẹp. Hiện tại TT sẽ thanh lý cho mọi người Oppo này, Oppo A5s bản RAM 6, bộ nhớ là 128, giá là 2 triệu 1 nha mọi người. 2 triệu 1 nha.
pin là 4230, xài được 4G. Phụ kiện đầy đủ cho mọi người nha. Đây, phụ kiện đầy đủ cho mọi người. Đó. Ốp lưng cường lực, bộ sạc đầy đủ hết cho mọi người luôn á. Tai nghe, dây phone, tai nghe có luôn nha mọi người. Giá thì để lại cho mọi người giá là 2.1 triệu nha. 2.1 triệu. Oppo A5s. Rồi số 16 nè, quên lộn. Oppo A16 cũng là con hàng full hợp nha mọi người. Oppo A16, bản của nó là bản RAM 6 bộ nhớ lên đến 128 nha. RAM 6 bộ nhớ lên đến 128, màn hình là 6,5 inch, chip là Helio AG35, xài được 4G, pin bao trâu nha. Đây mọi người xem nè, máy đẹp cực kỳ luôn nha. Cái này là miếng dán cái ni lông là mọi người tháo ra là mới ken luôn nha. Cái này là cái miếng ni lông. Đó, pin là 5000, sạc nhanh, cáp sạc Type C, hỗ trợ sạc nhanh luôn nha. Con này Type C, máy thì đẹp ken. Đây. Giá thì thanh lý cho mọi người chỉ có 2.9 triệu thôi mọi người ơi nha. 2.9 triệu mọi người xài. Màn hình bao đẹp. Đây, mình zoom đấy. Do cái cam của mình đó mọi người nên mình không lấy nét được á. Mọi người thấy không? Ok hết nha. Đó, mình lấy nét lại là cái cam mình lấy nét lại là anh em nhìn rất là đã luôn, full hết cam nè. Đây cam sau nè mọi người. Cam selfie nè. Ok nha, selfie hơi bị nét luôn mọi người, hơi bị ảo luôn á. Rồi, giá là mình sẽ để lại cho mọi người Oppo A16, bản RAM 6 bộ nhớ 128, phụ kiện đầy đủ nè mọi người. Cường lực ốp lưng nha. Củ sạc, dây sạc đầy đủ, tai nghe đầy đủ hết. Giá là 2 triệu, mình để lại cho mọi người giá là 2.9 triệu. 2.9 triệu mọi người xài nhé. 2.9 triệu thôi. Oppo A16. Rồi tiếp theo là một con Vivo nè. Đây. Vivo Y12 nha mọi người. Vivo Y12 cũng là con hàng full hợp luôn. Và bản của nó là bản con này thì được cái là bản RAM 3 thôi mọi người. Bản RAM 3 bộ nhớ là 32, màn hình là 6,35 inch nha. Màn hình là 6,35 inch và nó là được cái là bản 33 bộ nhớ 32 thôi. Pin rất là trâu, pin tới 5000 lận ha. Con pin con này là 5000, ngoại hình đẹp nha, vỏ viền nè, mọi người thấy không? Vân tay sau lưng nha. Pin là 5000. Hiện tại con này mình sẽ thanh lý cho mọi người giá là 1.950.000. Màn hình hiển thị bao đẹp. Full tất cả các chức năng nha. Hàng nói chung mấy con hàng full hợp thì phụ kiện nó đầy đủ rồi nên mọi người xài rất là an tâm luôn. Phụ kiện thì đầy đủ, full tất cả đi theo máy nha mọi người. Giá thì 1.950.000 nha. Đó, máy bao đẹp, full tất cả các chức năng mọi người. Rồi, còn đúng một cây duy nhất luôn á. Rồi tiếp theo một con hàng full hợp nữa nè, Realme V11s nha. Con này là Realme V11s bản 5G. Bản 5G, màn hình là 6,5 inch HD cộng. Chip của nó là chip MediaTek. Chip của nó là MediaTek Dimensity mọi người 710 nha. Quên, sorry, 810 chứ. Dimensity 810 có nghĩa là cái nó tương đương với chip ROG. Chip ROG là 720 nha, chip Snapdragon á, nó tương đương với chip Snapdragon là 720. RAM thì bản của nó là con này là bản RAM 4 cộng 1, bộ nhớ là lên đến 128, pin là 5000 nha. Hỗ trợ sạc nhanh lên đến 18W. Con này thì TT thanh lý cho mọi người giá là 3.5 triệu. Màn hình giọt nước bao to bao đẹp nha. Hiển thị nè. Đó, những con này thì mọi người chiến game thì hơi bị ngon luôn. Tại vì tương đương với chip Snapdragon là 720 thì anh em mình nghĩ rồi. Cái đầu nắp 720 trên đầu 7 là chơi ngon rồi. Phụ kiện nè, củ sạc, dây sạc nha. Không có tai nghe mình sẽ tặng cho anh em thêm một cái tai nghe nữa nha, dán kính cường lực cho mọi người luôn và một cái ốp lưng. Rồi, giá là 3.5 triệu thôi mọi người. Máy ok hết á. Đây. Rồi tiếp theo ha. Tiếp theo là một con hàng full hợp nữa nè. Đây. Hàng full này là Oppo A56. Oppo A56. Con này là bản 5G nha mọi người, Oppo A56. Bản 5G, màn hình là 6,5 inch HD cộng nha. Chip con này là chip MediaTek Dimensity luôn á, là 700 thì tương đương với Snapdragon cũng là 660 á mọi người. Đó. Tương đương với Snapdragon là 660 thì chơi game vẫn ngon. Con này thì ok nè, mình tháo ra nè, anh em thấy không? Tháo ra là nó mới ken nha mọi người. Đây. Đó, cái này là cái túi ni lông đó, cái ni lông để tránh trường hợp nó chảy màn nè. Màn hình bao đẹp. 6,5 inch HD cộng. Con này là bản của nó là bản RAM 6 bộ nhớ 128. Pin là 5000. Xài 5G nha mọi người. Con này là bản 5G Type C, hỗ trợ sạc nhanh nè. Đó.
Con này thì hiện tại mình sẽ thanh lý cho mọi người giá là 6 triệu 9 nha. Well, sorry, 3 triệu 9 nha mọi người, 3 triệu 9 cam nè. Đó, cam sau. Sau phi nè mọi người. Ok nha, sau phi là bao bao ảo diệu luôn. Nhớ con này là mấy chị em phụ nữ xài là bao đẹp. Phụ kiện đầy đủ nha, củ sạc, dây sạc. Tặng anh em thêm một cái tai nghe nữa nha. Chưa có tai nghe mình sẽ tặng cho mọi người thêm một cái tai nghe nữa. Ốp lưng nha mọi người, có ốp lưng đầy đủ nha, ốp lưng trong đây nha, ốp lưng mình đựng trong đây nè. Rồi 3 triệu 9 thôi. Oppo A56 bản 5G. Rồi tiếp theo một con hàng full hợp nữa nha mọi người. Rồi tiếp theo là một con Oppo A57 hay còn gọi là Oppo F3 Lite nha mọi người. Con này thì hiện tại TT thanh lý cho mọi người giá là 1.150.000 nha. Bản của nó là bản RAM 3, bộ nhớ là 32, màn hình là 5.2 inch. Được cái là chip Snapdragon là 435 nha. Pin là 4.200. Con này thì TT sẽ thanh lý cho mọi người giá là 1.150.000. Máy đẹp nha mọi người, máy đẹp ok hết. Đây, màn hiển thị bao đẹp nè. Màn hiển thị bao đẹp nha mọi người. Máy ok nha, con này thì TT thanh lý cho mọi người giá là 1.150.000. Phụ kiện đầy đủ nè. Ốp lưng cường lực bộ sạc đầy đủ trong đây nha. Tai nghe luôn mọi người, full hết. Rồi giá là thanh lý cho mọi người là 1.150.000. Oppo F3 Lite hay còn gọi là Oppo A57 cũng là nó nha. Rồi tiếp theo con full hợp nữa là con cuối cùng, cái con full hợp nè, Oppo F11 nha. Oppo F11 con này là bản của nó là bản RAM 6, bộ nhớ lên đến 128 nha. Màn hình là 6.5 inch HD cộng, chip là chip Helio B70, xài được 4G mọi người. Phụ kiện đầy đủ nè, cam là 48 chấm. Củ sạc, dây sạc, tai nghe đầy đủ trong đây nha. Cam là 48 chấm và pin là 4000. Màn hình hiển thị bao đẹp. Màn hình hiển thị bao đẹp nha, màn zin vỏ zin men zin, men zin hết nha mọi người. Con này là màu xanh. À, con này là màu xanh đen mọi người. Đó, màu xanh đen đẹp nha. Rồi con này hiện tại TT sẽ thanh lý cho mọi người giá là 2.4 triệu nha. 2.4 triệu mọi người xài. Oppo F11 nha. Máy full hết. Máy đẹp tầm khoảng 98% mọi người. Giá là 2.4 triệu thôi. Rồi hồi nãy là con số 30 rồi đúng không? Giờ tiếp tục là con 31 này. 31 là một con iPhone 11 Pro Max nha. Con này là iPhone 11 Pro Max bản 256GB mọi người. Bản 256GB, máy quốc tế, zin keng hết nha. Pin là pin zin còn 85%. Giá hiện tại TT sẽ thanh lý cho mọi người là 11.200.000. 11.200.000 nha mọi người. Máy ok, bản 256GB thì mọi người tha hồ mà lưu những cái dữ liệu. Đó, ok nha, máy đẹp, cam kiết chụp ngon lành cành đào mọi người. Cam sau nè, cam sau phi nè mọi người, bao nét nha. Rồi thanh lý cho mọi người giá là 11.200.000. iPhone 11 Pro Max bản 256GB, máy quốc tế nha mọi người, zin keng hết á, pin là pin zin còn 85%. Số 32 thì nói chung là con này thì tầm giá nó hơi cao nên mọi người cũng khó mua. Tới nếu thật sự anh em mà muốn mua thì nói chung là cũng gần TT thì anh em mua dễ hơn. Qua xem máy mua thì rất là đơn giản nha mọi người. Con này là iPhone 13 Pro bản 256GB. Bản Việt Nam luôn mọi người. Con này là bản Việt Nam, pin là 99%. Pin là pin zin còn 99% á mọi người. Nguyên app. Con này là còn nguyên app luôn. Và con này hiện tại là còn bảo hành hãng tầm 6 tháng mấy nha mọi người. Lúc trước là 7 tháng, giờ còn khoảng 6 tháng mấy. Máy zin keng luôn, còn nguyên app. Màn hình nè, thật sự luôn anh em mà. Nói chung anh em chị em phụ nữ mà mua máy này về xài là bao đã nha. iPhone 13 Pro. Rồi con này thì mình sẽ để lại cho anh em giá là 21 triệu nha. 21 triệu. Máy zin keng 99% nha mọi người. Còn bảo hành hãng là mọi người biết rồi. Bản VN mà 256GB được. Giá là 21 triệu. Số 33 nè. Số 33 là một con Samsung A20s, bản RAM 3, bộ nhớ là 32, màn hình là 6.5 inch. Chip Snapdragon là 450, pin là 4000, sạc nhanh nha, Type C hỗ trợ sạc nhanh 15W. Con này TT sẽ để lại cho mọi người giá là 1.8 triệu thôi. Thanh lý cho mọi người giá 1.8 triệu nha. Màn ok, hiển thị bao đẹp, màn rất là to. Máy này là mấy anh chị đồ lớn tuổi mình mua con này về xài ngon, tại màn hình nó to, dễ nhìn lắm mọi người. Full tất cả chức năng nha. Giá ra để lại cho mọi người 1.8 triệu thôi. Rồi số 34 nè. 34 là một con Samsung M51. Samsung M51, màn hình là 6.7 inch Super AMOLED nha, Full HD cộng. Con này là chip Snapdragon là 730, RAM 8 á mọi người. Bản RAM 8 bộ nhớ lên đến 128. Máy ok, màn những con này pin rất là trâu. Pin tới 7000 là mừng.
con này pin tới 7.000 lần, cam kia chụp này. Máy này là mọi người mua về làm YouTube đó, hoặc là quay phim đó, cam này, cam kia đồ ngon lành cành đào. Màn hình thì màn zin theo máy nha mọi người, màn zin hết luôn. Con này thì đang thanh lý cho mọi người giá là 3.800.000. Tai xi hỗ trợ sạc nhanh lên đến 25W nha, cam 64 chấm, chip Snapdragon là 730. Đó, 3.800.000 thôi mọi người. Số 35 nè. Số 35 là một con Xiaomi. Xiaomi 11T nha mọi người. Con này là Xiaomi 11T bản 5G, màn hình to nha, 6,67 inch. Đó, HD cộng luôn mọi người. Màn hình là Super AMOLED luôn á, AMOLED 6,67 inch á. Con này thì chip của nó là chip MediaTek MediaTek Dimensity 1200 nhá. Mà cái chip của nó là Dimensity 1200 thì tương đương với Snap của nó cũng là tầm 880 với mọi người nha, tương đương với Snapdragon á, chip ròng á, 880. Đó, nói chung là hơi bị ngon. Cam là 108 chấm lần, cam bao nét nha. Sạc nhanh ở chế độ là 67W, bao siêu nhanh luôn, nói chung con này sạc là siêu nhanh. Bản rời bản của nó là bản RAM 3, bộ RAM 3 cộng 3, RAM 8. RAM 8 cộng 3, bộ nhớ lên đến 128, pin thì là 5000. Đây màn hình nè mọi người. Con này đẹp tầm khoảng 98%. Máy ok zin hết nha mọi người. Màn zin, vỏ zin, men zin, cam thì 108 chấm thì mọi người biết rồi. Đó, cam thì cái này, những con này thì hỗ trợ quay phim, chụp hình, làm YouTube, làm idol top top thì là hơi bị ngon nhá. Giá thì để lại cho mọi người 5.900.000. 5.900.000 nha. Rồi số 36. 36 là một con Redmi 10. Redmi 10, Xiaomi Redmi 10, màn hình là 6,5 inch, Full HD cộng á. Chiếc con này là chip Helio G88, RAM 6 cộng 2 nha. Con này là bản RAM 6 cộng 2, bộ nhớ là 128, cam là 50 chấm mọi người. Pin là 5000, siêu châu nha, bao châu luôn. Đó, 4G sạc nhanh nha, sạc nhanh ở chế độ 18W. Đây, màn con này bao đẹp. Mình chỉnh cái chế độ màn cho anh em dễ nhìn nè. Đó, màn hình đục lỗ nha, mấy con này chiến game, mua về chiến game pin thì bao trâu rồi, màn hình là bao đẹp. Vỏ viền là vỏ zin nên khi mà sử dụng, người dùng họ dùng một cái ốp lưng mọi người, có viền có nhăm nhăm nè ha, nên xài nhưng mà xài vẫn là ngon, được cái là zin hết nguyên cây. 2.900.000 nha. Rồi số 37. Số 7 là A50, Samsung A50, màn hình là AMOLED 6,4 inch HD cộng, RAM 4 bộ nhớ là 64 nha, chip là Exynos 9610. Con này thì để lại cho mọi người 1.900.000 thôi nhá. Màn zin bao đẹp nha mọi người. Con này màn zin hiển thị bao đẹp, full tất cả các chức năng á. Cam thì ok. Đây cam sau nè. À, cam selfie nè. Đó. Selfie tương đối nha mọi người, selfie thì tương đối thôi. Con này thì để lại cho mọi người giá là 1.900.000. Số 38 là Oppo A5s nữa nè. Oppo A5s. Con này là bản của nó là bản RAM 3, bộ nhớ là 32, 6,2 inch. Chip con này thì mình cũng đã nói rồi, như cái con A5s này thôi mọi người. Nhưng mà con này được cái là hàng full hợp nha. Đó, con này phải hàng full hợp, và con này thì bản RAM 6 bộ nhớ 128 là. Con này thì bản RAM 3 bộ nhớ 32. Pin thì như nhau, pin là 4230. Màn hình là 6,2 inch, chip là Helio B35. Con này thì đang thanh lý cho mọi người giá 1.800.000. Ngoại hình thì đẹp nha, vỏ viền màu đỏ bao đẹp, hiển thị nè. Đó, ứng dụng hiển thị bao đẹp, màn đẹp. Giá là 1.800.000 thôi. Rồi con 39 là con cuối cùng đây. Samsung A50s. Samsung A50s RAM 4 bộ nhớ là 64, màn hình là 6,4 inch. Màn hình là 6,4 inch AMOLED đó mọi người, màn AMOLED luôn. Cam là 48 chấm. Con này thì thôi thanh lý cho mọi người giá là 2.200.000 luôn nha. Để lại cho mọi người giá 2.200.000 mọi người xài. Đây. Màn ok nha, thanh lý cho mọi người giá 2.200.000. Đó, màn zin, vỏ zin, men zin hết nha mọi người. 2.200.000 mọi người xài thôi. Samsung A50s á, chip cao nha mọi người. Con này chip Exynos, nói chung chip Exynos hơi bị cao á. Nói chung con đó chiến game cũng được, ngon lành. Rồi thì video hết rồi mọi người ơi. Thì mọi người xem được con nào á thì mọi người cứ liên hệ với TT qua cái số điện thoại này nha. Zalo mình đều là số này hết. Đó. Rồi, cảm ơn mọi người rất là nhiều luôn. Bye bye nha.